truyền hình trực tiếp giữa Ran Toma và đội tuyển Nepal Japan FC. Đúng rồi, em đã rửa đây Tùng với Tín, à Tùng với lại Tuấn, mỗi người một cánh đi. Em ơi, Bạch Vàng. Tín để hàng hàng phòng đội nhá. Tối nay em cởi không mặc áo tập và áo bít và không lộn. Cứ thắt thôi em ơi, vừa vừa thôi, đỡ tốn sức. Rồi đứng yên đấy, đứng yên đấy, đứng yên đấy. Thắt thôi để lấy bóng, thắt thôi để lấy bóng. Tuấn ơi, bật cái chân nhanh lên. Ok. Ok. Bắt được em, bắt được em, bắt được. Chạy chỗ nào. Hai bên cánh dán ngang đây em ơi. Hết rồi em. Kỳ đôi sen đấy, mình ngại. Hoàng Anh lùi ra cánh đi, đừng đừng lùi vào sau. Tuấn ơi.
Ok. Chuyển nhanh em ơi, bớt xê xong thế. Ok. Đằng sau Tùng này. Tuấn chạy cánh vào. Ui giời. Vâng, các cầu thủ đề bàn rất trẻ nghệ sĩ. Số 5 này chạy em ơi, rồi ok, bóng em đây. Tuyến 2 này Tùng này. Rồi ok, được rồi. Chạy như thế khói mày mệt đấy.
Ok. Một không cho Rantava mà ghi được phút thứ 10 của trận đấu. Ai ghi bàn tới Thiệu Hoàng à? Ok. Tuấn chạy thoát sinh nào, chạy như thế quá. Đồng ơi. Chuyển tay em nhìn nào. Chết chiêu Tùng ơi. Tôi chạy sau xuống luôn đi. Thành này. Một đều. Quả Tuấn chuyển nhanh anh em chuyển. Đẩy ra cánh ấy, chuyển tù thế. Đứng ở đấy phí người. Thôi đá nào. Hoàng này. Tùng sao đấy?
Tùng ơi, Tuấn về đổi cánh cho Tùng đi, để Tùng đẩy lên cao lên đi. Chuyển nhanh nhà Đông này, quay người nào. Rồi dốc cánh, cánh này, ok. Sút được không, chuyển vào ơi. Thank you.
Ok. Anh quay được. Theo thay đổi chiến thuật cái nét hẳn lên. Hai một rồi đấy. Ba một. Cánh này, cánh bên đây này, hỗ trợ nào. Hai đấy. Nát. Úi xa, tách ra hai anh như giữa nào. Chạy về vị trí. Chạy ra cánh đi Hoàng ơi. Hoàng này. Rồi ok. Đẩy lên. Hoàng lùi ra lấy bóng, lùi sâu ấy. Còn 2 phút nha. Hai anh em trùng chân này, chạy cánh đi. Hoàng ơi, đang đúng vị trí em ơi. Đồng ơi, à, Tuấn ơi. À tôi ít bình này.
Có cúi đấy, cố lên. ありがとう。